Thưa quý vị, đồng hành cùng thí sinh trong mùa thi đặc biệt do ảnh hưởng của COVID-19, các tình nguyện viên thành phố Đà Nẵng đã có nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần giúp các em yên tâm vượt qua kỳ thi. Đây là không khí khẩn trương tại bếp ăn thiện nguyện trước giờ đóng gói các phần ăn để chuyển đến điểm thi đặc biệt tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn vào trưa hôm qua, ngày 7 tháng 7. Đây là điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở các khu vực cách ly y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các thành viên của nhóm thiện nguyện Trái Tim Thiên Thần cùng các đoàn viên thanh niên đã phân công công việc, cùng nhau chuẩn bị các suất ăn từ rất sớm và dành tất cả sự nhiệt thành, tận tâm vào từng món ăn với mong muốn động viên, tiếp sức cho các thí sinh và tình nguyện viên tại điểm thi đặc biệt này. Chúng tôi hỗ trợ 130 suất ăn cho hội đồng điểm thi tại trường Võ Chí Công, cho đội hình đó là cán bộ coi thi và các em thí sinh với số lượng là 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia trong cái chương trình tổ chức mùa thi lần này, sẽ giúp cho cái đợt thi lần này thật sự đảm bảo an toàn và giúp cho các bạn thí sinh có một mùa thi thật sự là đạt kết quả tốt đẹp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Đà Nẵng luôn có các đội hình tình nguyện thường trực tại các điểm thi. Tại điểm thi dành cho các F tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, bên cạnh công tác đảm bảo phòng dịch cho thí sinh, thì việc kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần cho các em là vô cùng quan trọng, nhằm giúp các em yên tâm trải qua thử thách lần này. Đây là một mùa thi đặc biệt đối với phố Đà Nẵng chúng ta và đối với đất nước. Thì là trường của chúng em thì được chọn là điểm để mà thi cho các anh chị F1, F2. Thì tụi em cũng như các bạn là những tình nguyện viên thì luôn luôn hoàn thành hết sức công việc của mình, luôn tận tâm để giúp các anh chị có một mùa thi thật tốt ạ. Cứ mỗi kỳ thi diễn ra là các áo xanh thanh niên lại có mặt nhằm hỗ trợ giúp đỡ thí sinh các nhu cầu cần thiết. Mặc dù năm nay kỳ thi tiếp tục diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thế nhưng không vì thế mà làm vơi đi sự nhiệt huyết, tận tâm của các tình nguyện viên.